giá trị của Mbappe. World Cup 2022 là sân chơi đầy thách thức nhưng phù hợp để Kylian Mbappe xây dựng di sản cho bản thân. World Cup 2018 là bàn đạp để đưa tên tuổi Mbappe lên tầm cao mới. 4 năm sau đó, World Cup 2022 tại Qatar trở thành cơ hội để chân sút người Pháp đáp trả những chỉ trích hướng về mình suốt thời gian qua và tạo nên di sản vĩ đại trong làng bóng đá thế giới. Đến lúc Mbappe cho thấy dáng dấp thủ lĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2018, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất sau Pele ghi cú đúc trong trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia. Những khoảnh khắc ngôi sao giúp chân sút mới 19 tuổi có lần đầu tiên nâng cao cúp vàng World Cup. Xuyên suốt chiến dịch, Mbappe ghi 4 bàn, thành tích ngang với Antoine Griezmann, Romelu Lukaku hay Cristiano Ronaldo. Sự tự tin đáng kinh ngạc và những bước chạy tốc độ của chàng trai trẻ khiến cả thế giới thích thú tỏa sáng tại World Cup không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ. Màn trình diễn của tiền đạo trẻ sinh ra ở vùng Bondi vượt mức kỳ vọng của giới chuyên gia. Bappe có cho mình màn chào sân ấn tượng ở World Cup, giải đấu làm bàn đạp để tiền đạo trẻ vương tầm trở thành một trong những chân súc hay nhất thế giới về sau. Tôi chọn những người trẻ tuổi vì đơn giản họ đủ tài năng để thi đấu trong đội. Họ có mặt ở World Cup vì đã chứng tỏ được bản lĩnh huấn luyện viên Didier Deschamps nói về quyết định trao suất đá chính cho một cầu thủ mới 19 tuổi như Mbappe. Bốn năm ngắn ngủi biến Mbappe từ một tiền đạo trẻ non nớt trở thành đứa con cưng của nước Pháp. Đi kèm với thành tích ghi bàn đáng nể, 189 bàn sau 235 trận cho PSG, quyền lực của Mbappe ở Pháp cũng tăng lên. Khi Mbappe có ý định muốn gia nhập Real Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng phải can thiệp và muốn giữ chân súc này ở lại Ligue 1. Bản thân Mbappe luôn tự tin vào năng lực của bản thân, người đang là một trong những tiền đạo hay nhất Ligue 1 và cả châu Âu. Do đó, cách bộc lộ cái tôi của Mbappe cũng khác những cầu thủ đồng trang lứa. Không nhiều cầu thủ trẻ dám tự tin tuyên bố Ronaldo và Messi nên dừng lại như Mbappe. Chức vô địch World Cup cùng việc xô đổ hàng loạt kỷ lục ghi bàn ở tuổi đôi mươi giúp Mbappe nuôi dưỡng sự tự tin vào bản thân. Tất nhiên, Mbappe không phải một ngôi sao hoàn hảo có những thời điểm chân xuất sinh năm 1998 thi đấu mờ nhạc. Hôm 26 tháng 9, Bappe tịch ngồi khi tuyển Pháp thua không, hai trước đang mạch tại nay xấn liếc. Ngoài việc không ghi bàn, Bappe Bà cũng bị chỉ trích vì thái độ thi đấu tệ. Tuyển Pháp cũng nhận hậu quả không thể bảo vệ danh hiệu nay xấn Lít. Nhưng cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit tin rằng Bappe biết cách bỏ qua những điều tiếng không hay về mình để tập trung cho World Cup. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và hiểu được không có gì lớn hơn được đội tuyển quốc gia. Mbappe cần gạt mọi thứ sang một bên và hướng đến World Cup, tê nói. Những rắc rối nơi hậu trường không làm Mbappe sao nhãng. Ngược lại, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với 19 pha lập công sau 20 trận mùa này. Tương tự Lionel Messi hay Neymar, Mbappe nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho kỳ World Cup tiếp theo trong sự nghiệp. Reuters bình luận tuyển Pháp cần phiên bản hoàn hảo nhất của Mbappe để đối mặt với kỳ World Cup khó khăn. Les bị bão chấn thương càng quét, khiến bộ đôi công thần Paul Pogba và Ngolo Kang đều không thể đến Qatar. Tuyển Pháp thiếu vắng nhiều trụ cột khiến Mbappe chịu thêm áp lực phải tỏa sáng. Thời cơ của Mbappe Mbappe có lẽ là một trong số những cầu thủ ấm ức nhất khi Pháp thua Thụy Sĩ ở vòng 16 đội Euro 2020 anh trải qua một trong những giải đấu tệ nhất ở đội tuyến quốc gia khi không ghi bàn nào và sút hỏng luân lưu trước Thụy Sĩ. Karim Benzema, người đá cặp với Mbappe, tỏa sáng trong lần trở lại đội tuyến quốc gia với 4 bàn sau 4 trận ở giải đấu đó. So về phong độ và danh tiếng, Benzema không hề thua kém đàn em. Thậm chí, chân sút 34 tuổi này còn có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp câu lạc bộ với hàng loạt chức vô địch Champions League cùng Real. Tiến đến World Cup 2022, Benzema là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng, trong khi Mbappe vẫn chỉ được xem là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Với một cầu thủ có cái tôi cao như Mbappe, đây là điều cần phải thay đổi. Tầm ảnh hưởng của Mbappe cần phải được nâng cao hơn nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu cá nhân. World Sơ Talk tin rằng World Cup 2022 là cơ hội để Mbappe xây dựng di sản của bản thân nếu có thể tiếp tục chơi bùng nổ như thời điểm năm 2018 và bước lên ngôi vô địch. Mbappe đủ khả năng bước vào ngôi đền huyền thoại trong lịch sử World Cup. Ở tuyển Pháp, Mbappe nhận được sự hậu thuẫn lớn. Ngay cả huấn luyện viên De Sam dường như cũng phải nuông chiều cầu thủ sinh năm 1998. Mbappe muốn được chơi ở vị trí ưa thích và được dễ dàng chấp thuận. Olivier Giroud hay Griezmann thường phải chịu hy sinh để nhường sân khấu chính cho Mbappé tỏa sáng. Đánh đổi lại sự nuông chiều của huấn luyện viên Sam cùng giới lãnh đạo nền bóng đá Pháp, Les Bleus cần phẩm chất ngôi sao và những bàn thắng kết liễu đối thủ cùng Mbappé. Bảo vệ danh hiệu World Cup khó khăn không kém việc chinh phục cúp vàng. Từ năm 1962, không quốc gia nào bảo vệ được chức vô địch World Cup. Trong lịch sử, chỉ hai đội tuyển làm được điều này là Italy. 1938, và Brazil, 1962. Ngay cả khi có được tập thể mạnh nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Đề Sam cũng không đảm bảo việc sẽ bảo vệ được ngai vàng do mình chiếm giữ cách đây 4 năm. Vấn đề còn nằm ở bản thân Bappe. Nếu tiền đạo của PSG không chịu bỏ lối chơi ích kỷ như ở câu lạc bộ sang một bên, tuyển Pháp khó lòng bảo vệ chức vô địch. Đã đến lúc Bappe phải trưởng thành và cho thấy dáng dấp của một cầu thủ tầm cỡ vào trách nhiệm. World Cup 2022 là sân chơi đầy thách thức nhưng phù hợp để Mbappé xây dựng di sản cho bản thân.